Rồi, xin chào tất cả anh em ha, chào anh em buổi trưa ngày 14 tháng 5 anh em. Rồi, buổi trưa nay thì em lên cho anh em là khoảng mười mấy lô nghe anh em, mười mấy lô máy cắt cỏ ha. Rồi, phía trên này là những cái máy ba lô anh em. Rồi, máy bên em thì em sẽ bao cho anh em là giật hơi đủ đồ nghe anh em, giật hơi tốt ha, bao cho anh em đủ đồ, hơi lửa ngon lành nha anh em. Rồi, ở đây thì máy này máy chưa dọn nổ ha, thì về anh em mình dọn nổ là giùm em ha. Rồi, buổi trưa nay thì lên khoảng mười mấy lô anh em. Rồi, em vô cái lô đầu tiên là lô này là lô... Lô số 1 anh em, Genos ha. Genos này là Genos 26 nồng 34 ly. Rồi hai cây này là 1.7 triệu anh em, 850 ngàn cây ha. 850 ngàn cây. 26cc nồng 34 ly anh em. Genos này là Genos 34 ly ha. Rồi tâm của nó là tâm gời luôn anh em, tâm gời luôn. Đây tâm là tâm gời hết anh em. Tâm gời 260 ha. Cái này mình về mình gắn xịt thuốc được thôi luôn anh em, ra tháo tâm nhỏ, tháo tâm ra mình gắn mấy cần cứng vô cũng được luôn ha. Cái ngừng cứng được luôn anh em. Lô số 1 2 cây 1.7 triệu, 850 ngàn cây. Rồi lô số 2 là con Makita anh em. Makita này là Makita 264 nồng 34 ly. Rồi con này thì 800 ngàn anh em, 800 ngàn nguyên cây. Lô số 2. Tiếp theo là lô số 3. Lô số 3 là Sindewa đời mới anh em. Sindewa đời mới ha. Rồi hai con này là 2 triệu anh em, 1 triệu một cây, lô số 3 anh em. Lô số 3, xin đi qua đời mới. Rồi lô này 2 cây 2 triệu, 1 triệu một cây. Nồng của nó là nồng 34 ly anh em. Lô số 3 ha, 2 cây 1 triệu. 2 cây 2 triệu, 1 triệu một cây. Lô số 3. Xin đi qua đời mới, nồng 34 ly. Rồi tiếp theo là lô số 4. Số 4 là con TF anh em. Rồi số 4 này là con TF24 ha. Kawasaki anh em, TF24, con này còn bao mới luôn anh em, cực kỳ mới ha. Rồi hơi lửa ngon lành cho anh em luôn. Số 4 này là 400 ngàn anh em, 400 ngàn ha. Cần lắp dây đầy đủ anh em, đầu bò chấn kẹp đầy đủ luôn ha. Rồi con nguyên con này chỉ có 400 ngàn thôi anh em. Nội cái đầu bò của mình thôi, nội cái đầu bò thôi là 200 ngàn rồi. Rồi nguyên con máy luôn chỉ có 400 ngàn, quá rẻ anh em. Hơi lửa ngon lành luôn ha, giật hơi thử lửa ngon lành. Rồi lô số 4 anh em, 400 ngàn. Cái này thì nó thiếu hai cái nịch dây bình xăng nè, em sẽ lắp cho anh em đầy đủ luôn ha. Rồi lô số 4 anh em, 400 ngàn, Kawasaki TF24, 400 ngàn một cây. Tiếp theo là số 5. Số 5 là cái đầu máy anh em, đầu máy là đầu máy Mitsui T170 ha, nồng 36 ly anh em. Rồi cái đầu máy thì bán cho anh em 800 ngàn ha, đầu máy Mitsui T170. Rồi lô số 5 anh em, một đầu 800 ngàn, nồng 36 ly. Rồi số 6 là cái đầu máy G3K. Cơm Matsu anh em, đầu máy này là cơm Matsu G3K ha. Rồi đầu máy này là 1 triệu rưỡi anh em. Cơm Matsu G3K 1 triệu rưỡi, lô số 6. Rồi số 7. Số 7 là hai cái đầu máy nữa anh em, tiếp tục hai đầu máy nữa ha. Số 7 là nguyên cây. Rồi số 7 là nguyên cây nha anh em. Cái này là Echo 231 nồng 32 ly, có đề anh em. Còn con này là 240 ha, nồng 34 ly ha. Một con nồng 32, một con nồng 34. Rồi hai cây 1 triệu 6, 800 ngàn một cây nha anh em. Này là 800 ngàn cây ha. Rồi Echo 231 nha anh em. Có đề. Echo 240 nồng 34 ly. Rồi hai con này là 1 triệu 6, 800 ngàn cây. Lô số 7. Rồi lô số 8 nha anh em. Lô số 8 là hai con Sindewa. Đây Sindewa này là Sindewa S23 nha anh em, 500 ngàn ha. Sindewa S25 500 ngàn luôn. Lô này lô số 8 nha anh em. Rồi lô này là lô số 8 ha, Sindewa S23 và S25 nè. Rồi 500 ngàn cây nha anh em. Cần lắp dây đều đầy đủ hết ha. Đây cần lắp dây đều đầy đủ nha anh em. Đầu bò chấn kẹp dao thì em bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Rồi lô số 8, 2 cây 1 triệu nha anh em, 500 ngàn cây. 500 ngàn cây nha anh em, nguyên cây ba lô luôn ha. Rồi lô số 8 hơi lửa ngon lành, 2 cây 1 triệu. Lô số 9. Lô số 9 là lô này là lô Sindewa nha anh em. Sindewa này là Sindewa 231 251 ha. 231 251 bình xăng dưới hết nha anh em. Nó xài chế là chế quanh gò ga ngang hết luôn ha. Mặt giật là mặt giật trợ lực luôn nha anh em. Đây mặt giật trợ lực luôn ha. Rồi 231 là mặt giật trợ lực nè. 251 mặt giật trợ lực luôn. 251 mặt giật trợ lực. 231 luôn nha anh em.
Rồi lô này thì 4 cây nha anh em, 4 cây là 3.4 triệu nha, 850.000 cây nha anh em, 850.000 cây. Lô số 9. 4 cây 3.4 triệu. Rồi đầy đủ cần lắp dây hết nha anh em, lô này thì quá đẹp nha anh em, đỏ ao hết à. Rồi đầy đủ cần lắp dây hết nha anh em. 850.000 cây. Rồi tiếp theo là lô số 10. Lô số 10 này là lô 4 thì nha anh em. 4 thì ha. Lô này thì tay lái là tay lái dài hết nha anh em, Makita 4 thì, Gobin 4 thì. Cái này nó thiếu nắp bue thì em sẽ lắp cho anh em đầy đủ ha. Lắp đầy đủ bue rồi đầy đủ hết nha anh em. Rồi lô này 1 triệu 1 cây, 3 cây là 3 triệu nha anh em. Tay lái dài hết luôn ha. Đầu bò chính kẹp dao thì bao đầy đủ nha anh em. Thiếu đầu bò thì em lắp cho anh em đầy đủ luôn. Rồi lô này 3 cây 3 triệu. Lô số 10 nha anh em, 3 cây 3 triệu. Lô số 11 là 3 con nha anh em, 2 con Tanaka và 1 con Nativo. Rồi, 3 cây 1 triệu 8, 600 ngàn cây. Tay lái thì em sẽ bao cho anh em tay lái dài ha, thiếu thì tay lái dài mới anh em. Lô số 11 này là 3 cây anh em, 3 cây 1 triệu 8, 600 ngàn cây. Lô số 12 là lô Singu. Singu này là Singu tum gời hết nha anh em. Singu tum gời hết luôn ha. Rồi lô này 450 ngàn một cây nha anh em. Rồi lô này bán cho anh em 450 ngàn cây ha. 450 ngàn một cây. Lô này là tum gời hết nha anh em. Tay lái của là 2 tròn và 1 dài ha. Đầu bò chấn kẹp dao thì đầy đủ luôn nha anh em. Lô số 12, 3 cây là 1.350, 450 ngàn một cây. Lô số 13 là lô Tanaka nha anh em. Lô số 13 là lô Tanaka, Tanaka giật sau ha. Rồi lô này thì con giật trước luôn nha anh em. Con giật trước này là Tanaka đen 24 luôn ha. Tanaka đen 24. Rồi 3 con giật sau. Rồi lô này thì 450 ngàn một cây nha anh em. 4 cây là 1.8 triệu ha. Tay lái là tay lái dài luôn nha anh em. Đầu bò chính kẹp dao thì đầy đủ hết nha anh em. Lô này 450 ngàn một cây nha anh em. Có 1 con Tanaka đen 24 luôn. Tanaka đen 24 này là 700-800 ngàn nha anh em. Bán cho anh em 450 chung lô luôn ha. Rồi lô này 450 ngàn cây, 4 cây là 1.8 triệu. Tay lái dài hết luôn. Đây Tanaka nha nè. Rồi lô này 1.8 triệu, 450 ngàn cây. Rồi lô anh em chốt máy thì gọi trực tiếp vào số điện thoại của em ha, là 0946 626 585 nha nè. Rồi xin chào tất cả anh em.